Rồi hôm nay em lên cho anh em tiếp tục là lô chứa lợn anh em, tiếp tục là mười mấy cá cỏ nữa ha. Cái kênh mấy cá cỏ của em là Vũ Linh mấy cá cỏ anh em, địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Số điện thoại là 0972 949 527. Số là có xài Zalo luôn nha. Anh em chốt hàng thì lưu ý nhớ giùm em là hôm nay là lô chứa lợn anh em. Hôm nay lên cho anh em là Magu 320 nè. Cơm Mitsu 26 nè. Echo 265, Magu, Shindewa, Makita, Shindewa, Magu, Shindewa nè, hai con nòng 33 ly bằng nòng dưới Mitsu TL 261 26 mà là giá nó có 1,2 triệu thôi anh em. Rồi, cái phụ kiện em tặng cho heo anh em á là 6 món phụ kiện đi kèm anh em. Anh em có vô thì xem nè, không có công anh em hỏi em nữa. Hỏi là tặng cái gì gì đây là 6 món phụ kiện đi kèm anh em. Đây, một cái lưới dao dài, anh em không thích dao dài thì đổi lấy dao tròn. Một cây lục giác 4, một cái háo mugi, một cái ổ khóa cước, một sợi dây đeo zin, với lại là một cái cán cổ mới. Còn anh em không thích cái mới em sẽ đổi cái zin anh em. Với lại là đồ em bán heo cái máy là một cái gom cỏ này là 100 ngàn một cái, với một cái đầu bơm nước là 150 ngàn nha anh em. Ống 27 ha, đây ống 27, với lại là một bình nhớt hai hì để dành cho về cho anh em mình pha ha. Máy hai hì là xăng pha nhớt nha anh em. Đây nó có để số 20 40 60 hết, đây là bình nhớt này 100 ngàn ha anh em. Giờ là một cái lưỡi dao tròn là em bán kèm hai máy là 50 ngàn một cái, lưỡi dao zin anh em, còn lưỡi mới thì 80 ngàn ha. Lưỡi dao zin em sẽ lựa đủ găng hết. Mấy cái món trên đây á là em, nếu mà anh em mua máy bên em á là em sẽ bao phí ship cho anh em luôn nha, bao phí ship kèm theo luôn nha. Còn anh em mà mua kiểu như mà muốn mua cái đầu bơm này mà mua lẻ thì em vẫn bán nha, nhưng mà là 150 ngàn cộng với phí ship nha anh em. Anh em mua chung với máy á, thì em mới bao ship á. Bữa nay toàn cái hàng dứ là máy không cần giật luôn nha anh em. Rồi vô con đầu tiên đem Tanaka 2004, giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Đây, con này hành lý giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Tanaka TBC 2004 mắc in sao băng luôn nha anh em, nồng 33 ly lận nha. 24cc mà giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Chế nó chạy là bộ chế quanh gồ tay đỏ tự động luôn ha. Đây kéo cái này gì là đóng nè. Lên ra nó trả về là mở anh em. Con này là thường gọi là Tanaka giật ngược đó anh em. Tum gầy tum nhôm luôn anh em. Nhưng mà cái tum này là tum tròn của Tanaka ha. Công tắc thì nằm bên hông. Đây, điểm eo là còn đầy đủ hết. Con này thì xài hai tay lái ra giữ luôn anh em. Đây ca giữ cần cán cỏ đầu bò đồ là ghim hết. Rồi L1 Tanaka 2004 giá chỉ có 1,2 triệu thôi nghe anh em. Cái nòng của nó là bằng cái con Mitsubishi TL26 đó nghe anh em. Rồi qua cái con L2 là dòng Shinewa, nòng nó cũng bằng TL26 261 luôn. Thế nổ đi em. Shinewa này chạy siêu bóng. Đây dòng Shinewa thì chụp giật chưa lật nữa nè. Hai ngón tay là nổ. Nè nè. Này nhìn chừng. Nhẹ nhàng. Con này thì cái nòng nó hơi ga ten nè nè. Tại vì bên Nhật có đến ngoài mưa ngoài nắng đó. Nó hơi ga ten thôi chứ em đảm bảo con này 100% là máy móc zin chưa bung chưa chẻ gì hết nghe anh em. Shinewa con này là máy đây. Đây 2401 nghe anh em, nòng 33 ly 24cc ha. Máy móc là nguyên zin hết, chỉ là em lên cho nó bộ giá 260 mới thôi. Còn bao nhiêu là nguyên zin nguyên bản chưa bung chưa chẻ gì hết. Để che lại. Số xe ghi nó chá nắng. Đây, số xe ghi mất in sa băng là còn đầy đủ nghe anh em. Con này là nguyên zin chưa bung chưa chẻ gì hết anh em. Đây cần hai ta lái em lên cho nó cái ga bóp mới nè. Anh em lên cái bóp thì lên cái này thì nó có cái lò xo trái về nè anh em, nó không có bị hư cái bình sơn con. Đây nó trả về nè. Cần đầu bò đồ là zin hết rồi. L2 Shinewa 2401 giá chỉ có 1,2 triệu thôi nghe anh em. Đây cái áo bồ nó hơi bị cháy nhẹ chỗ này nè anh em. Hơi cháy cháy chỗ này nè, nhưng không ăn hua hay là ảnh hưởng gì tới máy hết trơn nghe anh em. Nếu mà áo bồ này nó đẹp á là ít gì con này là cũng phải 1,4 triệu anh em, 1,4 triệu chịu cử, tại vì Shinewa con này tới 24 lần, nồng tới 33 ly lần nha. Rồi, qua dòng L3 là con siêu phẩm của Maguyama tới nổ đi em. Đây, Maguyama. Đây BC20T nghe anh em, con này là đời cao luôn nha. Đây anh em nhìn con ốc của nó nè.
còn trắng nhách luôn. Tem bình xăng Nhật là còn luôn nha anh em. Lốc đã đóng mất in sao băng luôn nha. Đầy mất in sao băng. Con này nói chung thì siêu đẹp luôn anh em. Công tắc thì nằm bên hông ha. Dàn áo là liền lạc chưa bởi vỡ. Con này nòng 30 ly anh em, 20cc ha. Con này xài hai ta lái ra bóp hệ luôn. Đây cái bóp hệ hai chế độ luôn hết anh em. Cần gin, đầu bò gin theo máy luôn. Rồi, L3 này là một con Maguyama 20 nha anh em, nòng 30 ly hết hợp cho anh em mình xài gia đình lâu lâu phát lần đó. Lấy con này rất là đẹp. Nói chung thì chạy được ngon lành lắm. Dây giật nó còn trắng tinh luôn này, con này là siêu đẹp. Rồi L3 giá chỉ có 1,3 triệu thôi nghe anh em. Tiếp tục qua con L4 là cũng siêu phẩm luôn. Đây L4 là cũng siêu phẩm luôn nha anh em, cũng xin đi qua nha. Xin đi qua này nó cũng cái kiểu như nó cũng echo đó anh em. Đây, xin đi qua này là 2121 nha anh em, con này là đời cao ha. Chụp giật nó có trợ lực, chạy bộ chế ga ngang, bộ chế vú nhỏ nè. Bộ chế này chạy siêu tiết kiệm xăng hơn chế quanh gồ luôn. Bồ nó có giảm hành luôn nha anh em, chạy nói chung là cái máy nó ấm lắm. Đây, xin đi qua GA2121 nha anh em. Quẹt số xe ghi cho anh em coi. Nó đóng cái chữ mất in ra băng là đóng chỗ này nè anh em. Lốc lát là còn sáng chân hết. Con đây điểm eo xin đi qua là còn đầy đủ hết. Con này xài hai tay lái mà tay lái của nó tay lái kiểu luôn anh em. Đây tay lái của nó gì nè, ốc tán là còn sáng chân hết, ga bóp hệ luôn rất là nhẹ nhàng. Công tắc xuống là tắt, lên là mở ha. Cần xin đi qua, cần cán cỏ đầu bò đồ là ghim hết. Rồi L4 này giá chỉ có 1,5 triệu thôi nghe anh em. Xin đi qua đầy cao ha, nói chung là siêu ấm. Chụp giật cho lực thì khỏi cần phải lo anh em. Hai ngón tay là nổ. Rồi L4 con xin đi qua này giá chỉ có 1,5 triệu thôi nghe anh em. Đã bao phí ship tặng nhà cho anh em mình rồi ha. Anh em chốt hàng thì nhớ giùm em cái hôm nay là cái lô chữ L ha. Rồi tiếp tục qua L5. L5 là cũng một dòng của Makita mà Makita đời cao nha anh em. Đây Makita Mem 260 ha anh em, lồng 2006 chứ. Nòng 34 ly 26cc. Nó chạy bộ chế là quanh gồ 2 kim luôn anh em. Đây kim thứ 2 nằm dưới đây ha. Bình xăng cổ cao dễ châm xăng luôn nè. Đây Makita đóng chữ nổi luôn nha anh em. Con này thì còn siêu đẹp luôn. Áo đồ liền lạc chưa bể vỡ nha. Con này thì nó xài một tay lái nha anh em. Đây một tay lái công tắc, lên là tắt xuống là mở nha. Đây một tay lái. Cần cán cỏ đầu bò đồ là ghim hết. Rồi L5 này giá chỉ có 1,6 triệu thôi nghe anh em. Makita Mem 2006 nghe, nồng tới 34 ly lần nghe anh em. Nồng 34 ly thì anh em đập cước bơm nước là bao la bình thường hết nghe anh em. Bơm nước thì 15-20m là phải ghe. Rồi anh em chốt hàng thì nhớ giùm em là hôm nay lô chữ L ha. Liên hệ với cái số điện thoại là 0972 949 527 anh em. Rồi tiếp tục là qua con L6 nghe anh em. Là con siêu phẩm của dòng CND qua. Con này rất là đẹp luôn. Chưa công tắc. Đây con này là Sindewa. Đây con này chắc 1026 quá nè. Con này là GM1025 nghe anh em, mắc in ra băng luôn nha. Con này là nòng 34 ly 26cc. Chụp giật có trợ lực, chạy bộ chế là quanh bờ gồ 2 kim luôn nghe anh em. Nói chung là siêu khỏe và là siêu tiết kiệm xăng luôn. Đây ốc tán là còn sáng chân luôn anh em. Con này là tâm liền anh em chứ không phải tâm gề đâu. Nhằm khi anh em nhìn bốn ốc là tưởng đâu tâm gề chứ thật ra là con này tâm liền ha. Còn cái này hồi nãy em test máy cái bô nó hơi ra khói, tại ở đây em pha nhớt nó hơi nhiều quá anh em. Chạy nó hơi ra khói nó mát máy à, chứ không có ăn thua gì chân nha. Cái này là máy hai thì chắc tất nhiên là nó phải ra khói anh em. Với lại ở đây em rửa bằng dầu nó, nó hơi dầu nó đóng vô á, mình chạy 1-2 ngày là nó hết rồi, là khói nó ít rồi hả. Nói chung thì con này còn rất là đẹp, ốc tán là còn sáng chân hết. Đây đồ đạc là liền lạc chưa bể vỡ nha anh em. Con này thì em chưa gáp tay lái à, anh em muốn gáp tay nào đó thì em sẽ gáp cho anh em. Muốn một tay thì em gáp một tay, muốn hai tay thì em gáp hai tay ha. Cần cán cỏ đầu bò đồ là ghim hết. Rồi L6 xin đi qua 1025 giá chỉ có 1,8 triệu thôi nghe anh em.
tiếp tục qua con L7 sẽ nổ đi. Đây, qua con L7 là con Maruyama KC26A nha anh em, nòng 34 ly 26cc ha. Cái áo thì nó có bị lỗi nhẹ, nó gãy cái găng này nhẹ lên anh em. Còn bao nhiêu lại là máy móc nguyên zin hết, chưa bung chưa chẻ gì hết. Boe ngoài bị hiếu rồi, chừng nó em sẽ gấp đầy đủ hết trơn ha. Chứ không phải để như vậy mà giao đâu nha anh em. Đồ đạc là liền lạc hết, chưa bể vỡ nha. Nó chạy bộ chế là quanh gồ một kim hết anh em. Đây quanh bờ gồ một kim ha. Lóc của nó dòng Maru là lóc nó sẽ đóng in ra băng nha anh em. Đây lóc đóng in ra băng chỗ này nè. Boe hiếu qua thì nó em sẽ gấp đầy đủ hết. Con này nó được cái bộ cần tôm gề tôm 260 nha anh em. Anh em có thể háo cái đầu máy ra lắp được xe thuốc luôn ha. Đây ốc đáng của nó là còn vàng khè hết nè. Tôm gề tôm 260 ha, công tắc thì nằm bên hông. Con này thì nó xài một tay lái anh em. Còn anh em mà muốn gấp hai tay thì em sẽ gấp hai tay hoàn toàn miễn phí cho mình ha. Cần gin đầu bò gin. Rồi L7 Maruyama 26 tôm gề nha anh em. Có thể háo cái đầu ra lắp được xịt thuốc hoặc là chế cháo gì cũng được ha. Giá chỉ có 1,8 triệu thôi, đã bao phí ship tới nhà cho mình ha anh em. Rồi tiếp tục qua dòng L8. L8 là con Echo màu đỏ thì là 265 hết em, còn màu cam thường là 260 với 2650. Màu đỏ là chụp giật là chơi lực luôn nha anh em, chụp giật chơi lực, chế là chế da băng ha, chế da băng vú to. Cái chế này là chạy là siêu phao máy luôn. Đây màu đỏ thì để là 265 ha. Tùm nhôm thì nó có hơi chốc vô sơn chốc đỉnh nè. Đây chốc sơn chốc đỉnh mà không ăn hua hay là ảnh hưởng gì tới máy chân anh em. Đây 265G mất in da băng luôn nè. Tùm nhôm thì nó hơi chốc sơn nha. Không ăn hùi tới máy. Con này thì xài hai ta lái ra giữ luôn, công tắc xuống là tắt, lên là mở hết anh em. Cần đầu bò đồ là gin hết. Rồi L8 này giá chỉ có 1,8 triệu thôi nghe anh em, chụp giật nó có chơi lực luôn nha. Cái dòng này chụp giật chơi lực thì anh em không cần dùng sức, chỉ cần hai tay nè. Kéo con dây là nó nổ rồi nghe anh em nè. Đây em dịch cao cho anh em coi nè. Chỉ cần kéo con dây lên là nó nổ rồi, không cần mà mình phải dùng sức gì chứ. Rồi L8 Kyogit Echo 265 giá chỉ có 1,8 triệu thôi nghe anh em, siêu rẻ luôn. Rồi qua dòng L9 là con siêu phẩm của Komatsu. Đây con này thường anh em mình nam mình á là gọi là dòng Komatsu cánh bướm anh em. Nó giống con Huwana của cái anh em mà sử dụng ngoài miền Bắc á, cái con màu cam cam anh em. Là nó lại ghen nha, nhưng con này là hàng Nhật 100% nha anh em. Đây hàng Nhật 100% ha, màu vàng hay đế Ghibli. Chứ thực ra của nó là cái dòng máy của nó là Komatsu ha anh em. Đây màu vàng hay đế Ghibli nha. Con này chạy bộ chế quanh gồ tay đỏ tay động luôn nè. Đây quanh bờ gồ tay đỏ tay động luôn, bật qua về đóng le là anh em. Lên ra nó trả về là mở ha. Le đỏ tự động, công tắc thì nằm dưới đây ha anh em. Nó được cái bộ cần tôm gề tôm 260 luôn nè anh em. Anh em có thể háo cái đầu máy lắp được xịt thuốc luôn ha. Đây háo bốn ốc này ra lắp được xịt thuốc ha. Con này thì xài hai ta lái ra giữ luôn. Cần can cỏ màu vàng heo máy luôn, cần can cỏ đầu bò rồi ghiên hết. Rồi L9 giá chỉ có 2,2 triệu thôi nha anh em. Chụp giật chưa lực thì anh em cắt nhẹ nổ thôi. Con này nổ chung rất là giòn, dây giật là còn trắng tinh luôn nha. Rồi L9 Maruyama, ô lộn, Komatsu 260 nghe anh em, Ryobi 260 giá chỉ có 2,2 triệu thôi nghe anh em. Rồi tiếp tục qua con L10 nghe anh em, con Maruyama 320 vừa giật vừa đời ha, tới nổ đi. Dòng này chạy rất là khỏe luôn anh em. Đây giật hơi lại cái này.
hơi của nó còn chắc lắm nghe nè. Rồi gáp đồ gáp bue vô đi. Con này là Maguyama 320 nghe anh em, nồng 38 ly 32cc lận nha. Con này là máy là vừa giật vừa đời nghe anh em. Nhưng mà bên em là chỉ làm giật thôi, còn đời là giờ anh em phải câu pin lại cái. Phải câu pin làm dây điện lên nghe anh em. Đây bên em chỉ làm phần này là phần giật vừa giật thôi. Còn phần đời thì anh em phải câu dây lại giùm em ha. Cái công tắc thì nữa em lắp cho anh em chỗ này ha cho nó gọn. Đây cần tum G tum 260 ha. Tum này anh em có thể tháo cái đầu máy lắp được thuốc luôn nghe anh em. Giá con này chỉ có 2,5 triệu thôi, đã bao phí ship tới nhà cho mình nghe anh em. Máy lớn nồng 38 ly rồi nghe anh em. Cái ống cần của nó là ống cần 24 ha. Cán gỏi màu đỏ heo ái luôn nè. Cần đầu bò đồ là gin hết. Cái tay lái em chưa gắp, anh em muốn một tay thì em gắp một tay, muốn hai tay thì em gắp hai tay hết anh em. Rồi, L10 Maguyama 320 nồng 38 ly, giá chỉ có 2,5 triệu thôi nghe anh em. Đã bao phí ship tới nhà cho mình ha. Anh em chốt hàng liên hệ cho số điện thoại là 0972949527. Số đó là có xài Zalo luôn nha. Địa chỉ các em là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha anh em. Rồi anh em chốt hàng thì nhớ là hôm nay lô chữ lời giùm em ha.